Xin chào các bạn, hôm nay lại ra vườn tiếp tục hái những trái cây ở vườn nha. Thì mấy ngày hôm nay dâu thì cũng không có chín nhiều lắm mà các bạn gửi thư yêu cầu mình hái dâu rất là nhiều. Thì hôm nay sẽ theo lời yêu cầu của các bạn là ra hái được trái nào thì bỏ hết vô trong này nha. Bây giờ bắt đầu mình hái dâu và hái những trái cây ở trong vườn. Các bạn tiếp tục xem mình hái nha. Mọi người, bây giờ mình sẽ hái thùng dâu đầu tiên. Thì đã để sẵn một cái vỏ trắng xinh xắn ở đây ha. Rồi đi tìm trái đây. Đây nè, chưa gì đã thấy một trái, một cặp ha. Đỏ, hái nha. Đó. Mấy ngày rồi không hái dâu, chắc 5-6 ngày gì rồi. Dâu vẫn không có nhiều lên tại vì hết mùa rồi. Từ đây tới tháng 11 sẽ vô mùa tiếp nha các bạn. Mùa cuối cùng là cuối tháng 10 hay tháng 11 gì đó là dâu nghỉ đông luôn đó. Nghỉ đông dâu ngủ. Rồi thùng thứ nhất đã không có được hai trái thôi. Bây giờ thùng thứ hai có đây nè các bạn. Wow. Đây mấy trái này hái vô ăn giòn giòn ngon, hái hết nha. Đã ha. Đây nữa nè. Wow, ngon quá. Rất là nhiều dâu hườm hôm nay các bạn. Đó, hái thôi, được 4 trái. Còn cái nào nữa không? Thôi, mình đừng cầm nhiều quá, cầm nhiều nó sẽ bị dập hết. Đó, được 6 trái rồi. Tiếp tục hái thùng thứ hai. Thùng thứ hai ở đây có nữa nè. Wow, trái này nó có cái gì đây? Những cái hột nó bị đẹp thôi. Làm sao? Rồi, còn nữa không? Ra bông nữa nè các bạn. Đó. Thùng thứ hai cũng có mấy trái hường. Rồi, thùng thứ hai còn nữa không đây? Trái hường này hái luôn nè. Rồi xong thùng thứ hai, thùng thứ ba. Thùng thứ ba có một trái dễ thương này các bạn. Đó, đẹp quá ha. Nửa trắng nửa đỏ này. Wow. Đó, kiếm chỗ để thôi. Thùng thứ ba chứ, thùng này là thùng thứ ba nè. Thùng thứ ba hái được có một trái thôi các bạn. Còn nữa không? Đó, lá khô rất là nhiều. Xíu nữa sẽ cắt. Wow, thùng thứ ba ở dưới này cũng có nè. Có mấy trái nhỏ nè các bạn. Được 2 trái nhỏ nè. Những cái trái cái kiểu nó giống trái xoài hết sức luôn. Đó, 2 trái nhỏ cũng được ha. Tưởng đâu hôm nay ra không có trái nào để hái chứ cũng ok. Thùng thứ ba xong rồi đó. Ở dưới này còn cái trái nào không? Không có. Rồi qua thùng thứ tư. Đó, các bạn thấy 3 thùng đã xong. Thùng thứ tư nè. Những cái trái này núp nè, núp kỹ quá. Những lá khô cũng lợi các bạn, cho cái trái này nó nằm lên khỏi chạm đất ha. Trái xinh chưa? Có bị con gì cắn chưa? Wow, bị cái gì rồi đây? Rồi, chùi đi. Bị úng rồi các bạn ơi. Trái này cũng không kịp ra hái, bị hư rồi nè. 2 trái này hư rồi, mình để đây đi. Tí nữa mình cho em thỏ ăn nha. Còn nữa không? Đây nè. Trái này xinh quá các bạn. Nè, cũng bị cái con gì ăn rồi. Uổng quá à. Đó, trái này đẹp quá. Bây giờ mình đổ qua cái dĩa đi chứ cái giỏ này khó thấy quá. Cái dĩa này đủ ánh sáng mình thấy rõ hơn nè. Đó. Rồi, tiếp tục hái thùng thứ tư. Wow, thùng thứ tư ở đây này các bạn. đã chưa nè. Hai trái, trái này thiệt là đã nè các bạn, đẹp quá à. Tươi rói, bóng thiệt là bóng nè đó. Hái nha. Wow, hấp dẫn chưa, trái này ăn mới hấp dẫn nè, ngon thiệt là ngon. Trái này cắn vô một cái dưa giòn giòn, dưa ngọt ngọt, chua chua, quá ngon ha. Còn trái này nữa nè, hái luôn. Wow, các bạn thấy xinh chưa, hai cái trái này là xinh nhất nè đó, quá xinh luôn á. Mấy trái nào đỏ đỏ xếp lại đây, mấy trái nào trắng trắng xếp lại đây, nhìn đẹp ha. Rồi còn nữa không? Đây, có trái gì không? Trái gì dưới này núp vậy? Coi có bị hư không? Ok, chưa có hư lắm, chưa sao các bạn, còn được, để đây ha. Cái dĩa nó không có bị khuất ánh sáng, nhìn nó đẹp quá chừng. Còn nữa không? Hư mấy trái hôm nay rồi đó. Trái này ok không ta? Cái chùm của nó đâu? Chùm của nó đây. Mấy trái còn xanh rất là nhỏ. Trái chín này là bự nè, bự hơn trái xanh nhiều ha. Quá đẹp luôn. Đã chưa các bạn? Vui đó, mấy ngày mình không hái dâu mình cũng nhớ quá chừng, giờ hái lại bớt nhớ rồi. Đó, đã trái này lại hư rồi, uổng quá à. Không ra thăm dâu là dâu bị hư. Đây một trái này cũng đẹp quá ha. Rồi xếp hàng ở đây luôn. Tiếp tục. Còn mấy cái chùm này ít bữa nữa nó chín ra hái mới đã nè các bạn ha. Còn đâu nữa không? Wow, trái này hôm nay hái đi ha. Trái này chút nữa ăn mới đã nè. Đó, ăn mới ngon đó. Chắc nụi luôn, các bạn thấy không? Đỏ, đỏ từ trong ruột mà đỏ ra nè. Hết thiệt chứ. Cái cây thùng số 4 này nè, nhiều thiệt đó. Đó, mình mới cắt sạch nó rồi, hy vọng nó sẽ ra nhiều. Ở đây tự nhiên có cây rừng mỏng đây, nhổ luôn. Rồi, thùng thứ 4 đã xong. Thùng thứ 5, thùng thứ 5 không có gì đâu các bạn, dâu bạch tuyết cũng không có gì. Thùng thứ 6 dâu bubbleberry. Bubbleberry thì suốt ngày cứ ra bông đó, ra bông nè, bông thiệt là đẹp, thiệt là bự, thấy chưa, quá xinh luôn, bông tươi rói luôn á, mà ra trái không có ngon gì hết trơn à. Ở dưới này nè các bạn, đó một nhóc bông đang chuẩn bị lú lú lên nè. À, để mình xem cái trái bubbleberry ở đây có chín chưa. Nhìn cái trái của nó chín này mắc cười chưa các bạn. Đó, chưa kịp chín là bị con gì nó lên nó xớp ngay. Đó, để đây đi, tí nữa cho thỏ ăn hết. Còn nữa, còn nữa không? Hết rồi các bạn ơi. Rồi, thùng thứ 7 nè. Thùng thứ 7. Hôm trước mình cắt cho mấy chùm dâu, uổng thiệt là uổng. Xong rồi đó, thùng thứ 7 xong. Thùng thứ 8 cũng xong luôn nè. Không có trái chín đâu. Đây, giới thiệu cho một chùm này chắc cũng phải hơn tuần nữa mới chín. Đã ha, giống dâu triệu view đó. Dâu này mà nó chín là phải triệu view trở lên đó. Các bạn thích lắm, các bạn thích nhìn những cái trái bự mà chắc tròn như vậy. Rồi, vậy thôi các bạn, đã xong 8 thùng dâu. Rồi, bây giờ mình sẽ ôm cái dĩa này. Wow, wow, wow các bạn ơi, không ngờ. May là mình thấy được các bạn. Đây nè, cái thùng dâu thứ 7 nó chín này các bạn, cái chín nó rủ xuống đây nè, không biết có con gì cắn không nữa. Chà, hấp dẫn chưa, nhìn cái trái thiệt là ngon. Nhìn muốn cắn liền tại chỗ các bạn ơi. Ăn chắc ngon lắm đây. Có một trái này hườm nè, thấy chưa các bạn? Còn nở hoa nữa chứ, thấy chưa? Hái nha. Đó, ngon quá chừng là ngon. Wow, đã chưa các bạn? Hôm nay mà mình không ra là mấy con sau nó ăn hết rồi. Hên quá ha. Rồi, đã hái được 8 thùng dâu. Bây giờ mình lội bộ đi bộ qua thùng dâu Triệu View nha. Nè các bạn, cái thùng rau ngò ôm của mình cấy mấy bữa nè, bây giờ đã nứt lên nè. Đó, nứt cây con rất là nhiều. Đó, các bạn thấy chưa? Đã xanh lên rồi. Mới cấy xuống thì nó hơi èo ụt, bây giờ nó mọc rễ, nó nứt ra rất là nhiều cây con nè. Các bạn thấy chưa? Ít bữa nữa, khoảng 2-3 tuần nữa sẽ cao lên đó. Mình sẽ tưới nước cơm với sữa vô là nó cao lên. Đó, mình quay lại cho các bạn xem cái thùng rau ngò om nha. Đó, đó, trước khi qua thùng dâu Triệu View. Rồi, cây bầu nè, cây bầu trái lũ khủ luôn, chút xíu mình sẽ quay. Bây giờ thùng dâu Triệu View đâu rồi? Hôm nay lại ghé thăm thùng dâu đây nè. Có trái nào để hái không? Trái này bị con sao nó cắn rồi các bạn ơi. Thấy mấy con sao hư không? Đó, mình sơ hở, mình không có thăm dâu là coi như để dâu bị sâu ăn nè. Trái sau để đó đi. Đây, cái chùm ngó này nó là chín nè các bạn. Dễ thương ha. Cái trái này giống như là nắm đấm hết sức ha. Nhìn giống như là nắm tay lại để tập võ nè. Hái. Còn đây nữa. Đây trái hái luôn nha. Cái ngó thôi mà cũng ra trái nữa, hay thiệt. Dễ thương chưa? Đó, đẹp ha. Mình ngắm cái trái này thử, lạ quá à. Mới nhìn tưởng cái miệng con cá hay con gì ấy. Rồi nhìn nghiêng thì giống cái nắm đấm hết sức ha. Đó. Đây. Đẹp quá. Vậy xong, còn nữa không? Đây một trái nè. Trái này nhỏ nhỏ hả? Còn nữa không? Còn nữa không? Đây. Trái gì đây? Có bị con gì cắn không? Thì gì đã rớt trái này rồi. Đó. Hai trái nữa tiếp tục. À, được một dĩa, chừng này mình ăn cũng đủ rồi ha. Wow, ở đây có một trái nè. Hy vọng đừng con gì cạp nha. Đó, mấy cái con này nó cạp một cái là mình hết ăn. Ngon chưa? Trái này ngon quá ha. Nhìn chắc giòn lắm á. Hái. Wow. Đã chưa? Đó. Còn đây nữa. Wow các bạn ơi. Đã chưa? Tưởng đâu hết rồi chứ. Nguyên một chùm luôn, đã quá chừng nè. Để dỡ lên, dỡ từ từ thôi. Coi cái chùm nó ở đâu vậy? Wow, cái chùm nó cũng khá là nhiều các bạn. Đó, nguyên một chùm, nhiều thiệt là nhiều. Nhưng chín được hai trái thôi. Rồi hái nha, một trái, hai trái. Trái này hấp dẫn nha. Quá ngon nè, quá ngon nè. Kiếm chỗ nằm. Rồi, một chỗ, hai chỗ. Trái này đẹp ha. Đó, đúng là thùng dâu Triệu View. Tới một cái là cái dĩa này nó sáng lên liền. Đó. Rồi, còn nữa không? Trái quá chừng rồi các bạn. Trái non này, trái xanh này. Quá chừng là quá chừng. Đây, cái con gì nó bu rồi đây các bạn. Nhìn này, tội nghiệp chứ. Cái dâu của mình vậy, ngon vậy mà nó bu nè. Chưa sao các bạn. Còn ok. Còn ok không? Bị cắn rồi đây nè, mấy cái con đó. Thôi chắc mình ra mình bắt hết mấy cái con đó đi. Mấy con đó mình nhìn mình tưởng nó hiền hơn con sen, chứ mà nó ăn âm thầm trái dâu của mình, nó lủng hết trơn lỗ. Đây, có một cái nữa. Hôm nay cũng được mùa quá chừng á. Đã chưa? Vô đây, vô chỗ trống nè. Đó. Còn nữa không? Trái này chưa chín đâu ha. Chưa chín. đây là cái dâu héo héo, là cái dâu mà bữa hôm mình cắm xuống đó, từ từ nó sẽ phát triển lên nha. Đây, hai trái nè, tranh thủ hái nhanh nhanh lên. Mấy con sâu này nó núp sẵn, nó đợi nó ăn thịt, nó ăn thịt chứ không phải ăn giả đâu. Đó, ngon ha. Trái này cũng đẹp quá chừng, đẹp thiệt là đẹp. Ôi, chưa gì được một dĩa dâu rồi các bạn ơi. Xuống, bò xuống dưới hố kìa, hái thêm dĩa mâm xôi nữa vô ngồi ăn ha. Đã thiệt á. Còn nữa không? Rồi, hết rồi đó. Hết chưa các bạn? Còn toàn là trái non. Rồi, hết thiệt rồi. Xong. Dâu cái mùa này nó nóng lạnh, nó khô khô vậy đó các bạn. Chứ khoảng có mấy trận mưa là nó đẹp lắm á. Rồi vậy thôi ha, đã xong dâu rồi. À, các bạn thấy hấp dẫn chưa? Trái dâu này ở thùng dâu thứ 7 nè. Đẹp nhất. Đã quá chừng luôn. Giờ làm sao? Chạy xuống dưới hái dĩa mâm xôi lên cái ăn ha. Mâm xôi dưới chín nhóc luôn các bạn. Nhiều lắm, đen hết rồi. Rồi, mình tắt máy để đi kiếm cái dĩa nữa xuống hái mâm xôi. Hái dâu xong rồi nè các bạn. Bây giờ mình sẽ cầm dĩa dâu tới chỗ vùng hai cây Việt Quất. Mình hái thử có trái Việt Quất nào không. Đây, mình mượn chỗ để đỡ đây ha. Thôi, để đây cho nó an toàn. Rồi qua đây hái Việt Quất. Đó, nhìn những trái Việt Quất ngon chưa các bạn. Nguyên chùm nè, chín được vài trái nha. Hái nè. Đó, trái cây đặc biệt ở vườn nhà mình. Cây Việt Quất này trồng lâu nhất ở trong tất cả các loại trái, chín lâu nhất đó. Mùa xuân á, thì ra chồi đẹp lắm các bạn. Năm tới mình sẽ quay rõ mùa xuân nó như thế nào, mùa đông nó như thế nào cây Việt Quất. Mình cho các bạn xem nha. Đó, cái chùm này thôi bẻ luôn đi ha. Ngon chưa? Đó, Việt Quất rồi dâu. Đây, bỏ lên đây cho nó sáng nè. Đó, ngon ha. Rồi, chút xíu nữa vô nhà ăn. Rồi còn nữa không? Mấy trái nữa ok nè. Mấy trái này hườm nè các bạn. Hái ăn thử trái hườm Việt Quất nó như thế nào. Đó, hết rồi các bạn ơi. Như vậy thôi à. Chín được mấy trái ở dưới gốc này. Vô trong này nó mờ quá. Đây đây, có trái này ok. Đó, mấy trái hườm này ăn với chua nè. Chua lắm á. Ngon ha. Có dâu, có Việt Quất rồi đó. Còn trái nào nữa mình hái luôn nè. Nãy mình thấy trái nào không nè. Cái cây mâm xôi này sao chui vô đây mọc vậy. Gai cứng ngắt à, để hồi mình lấy đồ mình đào ra. Ở đây có một chùm nè. Hái nguyên chùm trái xanh này vô ăn thử ha. Đó, cái chùm xanh này các bạn nói mình ăn thử Việt Quất xanh xem nó chua như thế nào. Mình hái chút nữa mình vô mình ăn cho các bạn xem. Rồi, bàn tay của mình nè các bạn. Bây giờ tốt ha. Đã chưa nè. Rồi hành, rồi xà lách, đủ thứ ở đây. Đó, xà lách, hành, lá này. Đó, ăn đâu có hết đâu. Mấy ngày này quên nhổ cỏ này, cỏ nhiều quá nè. Đó, salad, hành lá đầy đủ rồi. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Nếu các bạn xem video của mình, các bạn cảm thấy yêu thích thì các bạn nhấn nút đăng ký để cho mình làm những video mới khác mình gửi đến cho các bạn xem cho vui ha. Các bạn ơi, nhớ nhấn nút like giùm mình nữa nha. Nếu các bạn muốn chia sẻ video của mình đến cho mọi người cùng biết, các bạn chia sẻ giùm mình luôn nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Chúc các bạn một ngày vui vẻ. Tạm biệt các bạn.